Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới, bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh, trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chính được phát trong ngày hôm nay. Trong thời gian vừa qua, dư luận Việt Nam đang xôn xao thông tin Trung Quốc xây dựng trái phép trên đá Sugi, cùng với việc hơn 200 tàu được cho là do dân quân Trung Quốc neo đậu ở một dạng san hô trên Biển Đông là những hành động khiêu khích quân sự hóa khu vực Biển Đông đã khiến quốc tế phản đối mạnh mẽ bằng nhiều hình thức, kể cả thông qua nghị viện hay qua bộ máy quản lý hành chính như Mỹ, EU và Nhật Bản. Trước những diễn biến trên thì nhiều người đã lên án chính phủ nước ta đã không lên tiếng hoặc thông tin cho người dân được biết về vấn đề này. Họ thậm chí còn đùa giỡn rằng chính phủ Việt Nam chỉ biết rung đùi và quan ngại mà thôi. Tuy nhiên, không nhiều người biết được trước đó, Việt Nam ta thậm chí còn có nhiều hành động táo bạo hơn, nổi bật là việc đặt giàn khoan sao vàng Đại Nguyệt ngay trên bãi Tư Chính, vùng nước mà Trung Quốc liên tục tuyên bố chủ quyền phi pháp của mình. Mới nghe thì có vẻ hoành tráng và ra gì phết nhỉ. Vậy Việt Nam ta đã làm như thế nào, rồi giàn khoan đặt ở đâu, và nó có ý nghĩa như thế nào trong công cuộc bảo vệ chủ quyền tổ quốc ta nhỉ? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, vậy các bạn hãy cùng tên kênh đi đến nơi được xem là ngọn đuốc chủ quyền của Việt Nam ta nhé. Các bạn thân mến, những ngày đầu tháng 9 vừa qua, phía Philippines đã đưa ra thông tin gây chấn động ở khu vực Biển Đông rằng Trung Quốc điều 200 tàu cá dân quân ở Sinh Tồn Đông, Philippines đưa máy bay và tàu chấp pháp ra can ngăn. Việt Nam thì chỉ biết quan ngại, lo lắng. Việt Nam hèn kém không dám lên tiếng, chỉ dám bày tỏ quan ngại. Máy bay đâu? Tàu ngầm đâu? Sao không dám bán đi mà mặc cho Trung Quốc ngang nhiên thế? Vậy có thực là Việt Nam chỉ biết quan ngại hay không? Cùng thời điểm mà Trung Quốc điều 200 tàu đóng tránh thời tiết xấu gần Sinh Tồn Đông, thì Việt Nam chính thức công bố cảng dầu khí lớn bậc nhất Đông Nam Á tại giàn khoan Sao Vàng Đại Nguyệt, gần bãi Tư Chính. Ngoài việc phục vụ việc phát triển kinh tế, Sao Vàng Đại Nguyệt còn đóng vai trò như một ngọn đuốc giữa biển, khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam tại Biển Đông. Trước đó, giàn khoan Sao Vàng Đại Nguyệt đã hòa những dòng khí đốt đầu tiên vào đường ống tiếp bờ Nam Côn Sơn 2, đánh dấu Việt Nam chính thức thực hiện quyền khai thác kinh tế tại vùng này. Mặc cho Trung Quốc nhiều lần đăng đàn phản đối, Sao Vàng là ngôi sao trên lá cờ đỏ Sao Vàng, còn Đại Nguyệt chính là vầng trăng lớn đối đầu với mặt trời lớn Trung Quốc, được lấy cảm hứng từ câu đối Nguyệt cung tinh đạn, hoàng hôn xạ lạc kim ô của Mạc Đĩnh Chi. Nghĩa gốc của câu đối là trăng là cung, sao là đạn, chiều tối bắn rụng mặt trời. Hàm ý của câu đối là một nước nhỏ cũng có thể chiến thắng một nước lớn. Cần biết rằng, vào những năm 90 của thế kỷ trước, Trung Quốc từng đề xuất Việt Nam cùng khai thác dầu mỏ tại bãi Tư Chính. Trung Quốc sẽ bỏ vốn đầu tư, nhân lực, thiết bị, còn Việt Nam chỉ việc công nhận chủ quyền Trung Quốc tại bãi Tư Chính và ngồi đợi tiền về. Nhưng Việt Nam chưa bao giờ đồng ý và luôn giữ một thái độ rất kiên quyết. Nhiều lần điều tàu thực thi chủ quyền khiến tàu thăm dò Trung Quốc phải rút về. Trung Quốc từng mong muốn chiếm đóng phi pháp bãi Tư Chính, nhưng Trung Quốc chưa bao giờ làm được điều này cả. Mà chính Việt Nam đã khẳng định được chủ quyền lãnh thổ, thực thi quyền lợi kinh tế tại đây. Từ tiền đề đã có từ Tư Chính, trong thời gian sắp tới, Việt Nam sẽ tiếp tục khởi động dự án tại mỏ cá Voi Xanh, rất gần quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Cũng trong những ngày này, Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định chi hơn 4.800 tỷ đồng, tương đương với khoảng 210 triệu đô, kéo lưới điện quốc gia ra côn đảo. Mục đích của việc kéo điện này nhằm đảm bảo nguồn cung điện ổn định cho sự phát triển kinh tế của côn đảo, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đây là một trong những dự án kéo điện ra hải đảo tốn kém nhất Đông Nam Á và bị nhiều người Việt cho là lãng phí. Nhiều người thường bảo tư nhân hóa ngành điện, nhưng nếu tư nhân hóa ngành điện thì liệu có doanh nghiệp nào bỏ vốn hàng ngàn tỷ đồng đầu tư trong một khu vực hải đảo chỉ với khoảng 10.000 dân hay không? Mà nếu chấp nhận bỏ vốn đầu tư rồi bán điện với giá 400.000 một số điện, liệu nhân dân có dám dùng không? Phú Quốc, Kiên Hải, Côn Đảo, Phú Quý, Lý Sơn, Bạch Long Vĩ là những tiền đồn của Tổ quốc, có giá trị quan trọng về chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Tiền đồn có mạnh thì đất liền mới vững. Tờ Economic Times từng nhận định rằng tham vọng của Việt Nam là muốn biến Côn Đảo thành một cơ sở hậu cần của quân đội Việt Nam, nơi mà các máy bay Fu có thể cất và hạ cánh. Và quan trọng hơn, các tàu ngầm Việt Nam có thể xuất hiện và đóng quân. Hiện nay, Malaysia và Indonesia nhiều lần bắt bớ ngư dân Việt Nam vô lý. Việc xây dựng Côn Đảo thành một cơ sở hậu cần khiến cho người dân Việt Nam thêm an tâm khi hoạt động kinh tế tại thềm lục địa phía Nam. Các lực lượng Việt Nam có nơi cập bờ để tiếp liệu, thay vì phải vào tận các cảng đất liền. Trung Quốc từng đề nghị Philippines cùng khai thác tại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tổng thống Duterte đồng ý và bày tỏ sự vui mừng, mặc cho người dân và đồng minh phản đối gay gắt. Trung Quốc cũng gửi lời đề nghị tương tự, nhưng Việt Nam lại đáp lại bằng lời từ chối thẳng thừng và còn điều tàu ra chấp pháp, khiến tàu Trung Quốc phải rút lui. Trung Quốc điều tàu thăm dò vào bãi Tư Chính,
Việt Nam đáp lại bằng cách xây dựng giàn khoan 14.000 tấn, lớn nhất từ trước đến nay, tiến hành khai thác dầu khí và xây dựng cảng cho tàu siêu trọng cập bến. Trung Quốc luôn khẳng định bãi tư chính là của họ, nhiều lần điều tàu ra xâm lấn và thăm dò, nhưng Việt Nam mới là quốc gia duy nhất cho đến nay hiện diện, thực thi quyền chủ quyền và quyền kinh tế tại đây. Nếu Việt Nam sợ hãi hay quan ngại bằng mồm thì đã chấp nhận đề nghị cùng chia sẻ bãi tư chính vào năm 1994 trên mặt ngoại giao. Chúng ta quan ngại và nói chuyện đúng sai dựa trên luật pháp quốc tế. Quan ngại không có nghĩa là sợ hãi và thoái lui, mà đằng sau đó là những nỗ lực khẳng định chủ quyền không ngừng nghỉ và bền bỉ. Trước những diễn biến và tình hình căng thẳng tại khu vực như vậy, thì những người đứng đầu các tổ chức quốc tế và các cơ quan chức năng của Việt Nam, của chúng ta đã có những hành động gì để khắc phục hay chỉ biết quan ngại và lo lắng? Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao hôm nay, trả lời câu hỏi về tình hình tàu Trung Quốc tại khu vực đá ba đầu ở đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn theo dõi sát diễn biến ở Biển Đông và bảo vệ thực thi chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển, trên các vùng biển của Việt Nam, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Trước đó, trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, hoạt động của các tàu Trung Quốc trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quy định của UNCLOS về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải của quốc gia ven biển, đi ngược lại tinh thần và nội dung tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, làm phức tạp tình hình, không có lợi cho tiến trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COP. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt xâm phạm, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, thiện chí thực hiện UNCLOS, nghiêm chỉnh tuân thủ đi đắc, đặc biệt là nghĩa vụ kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, tạo môi trường thuận lợi cho tiến trình đàm phán COP, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và trật tự pháp lý trên biển tại khu vực, bà Hằng tuyên bố. Tuy rằng những người đứng đầu các tổ chức quốc tế và các cơ quan chức năng của Việt Nam, của chúng ta đã có những hành động đấu tranh quyết liệt, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển các lĩnh vực kinh tế biển, nhưng Trung Quốc vẫn thói nào tật ấy, ngựa quen đường cũ, bành trướng, vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS. Quay lại những năm tháng qua, nổi bật nhất là sự kiện Hải Dương 10. Trung Quốc ngang nhiên kéo giàn khoan Hải Dương 10 tới vị trí cách đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 17 hải lý về phía nam, cách đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam khoảng 120 hải lý về phía đông. Đây là vị trí nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển quốc tế năm 1982. Giàn khoan dầu Hải Dương 10 là giàn khoan biển sâu, di động cỡ lớn đầu tiên do Trung Quốc sản xuất và Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc sở hữu. Hải Dương 10 dài 114m, rộng 9m, cao 137,8m và nặng 31.000 tấn. Diện tích boong của giàn khoan có kích thước bằng một sân bóng đá chuẩn. Giàn khoan này có khả năng khoan sâu tối đa 12.000m. Trung Quốc đã đầu tư 6 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 952 triệu đô để chế tạo Hải Dương 10 trong suốt 3 năm. Để bảo vệ giàn khoan tỷ đô này, Trung Quốc huy động tới 80 tàu thuyền các loại, trong đó có 7 tàu quân sự như tàu hộ vệ tên lửa 534, tàu tuần tiễu, tên lửa tấn công nhanh 753, cùng 33 tàu hải cảnh và nhiều tàu vận tải và ngư binh. Ngoài ra, hàng ngày có đến hàng chục tốp máy bay hoạt động trên khu vực, có những thời điểm số lượng tàu tống của Trung Quốc lên tới hơn 100 chiếc. Ngay lập tức, để bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán của mình trong vùng đặc quyền kinh tế theo đúng quy định của luật pháp quốc tế, Việt Nam đã cử 29 tàu chấp pháp tới các khu vực gần giàn khoan Hải Dương 10 của Trung Quốc. Khi nhận thấy giàn khoan này định thiết lập vị trí cố định, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tích cực tuyên truyền, kêu gọi Trung Quốc chấm dứt ngay hành vi vi phạm pháp luật quốc tế, rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam. Ngay sau đó, Việt Nam tổ chức họp báo, trong đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển của Việt Nam khi chưa được phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị. Đáp lại, tàu Trung Quốc liên tục có những hành vi gây hấn, khiêu khích như mở bạt che pháo để uy hiếp, sử dụng vòi rồng tấn công tàu của Việt Nam, sẵn sàng đâm húc, gây hư hỏng cho tàu Việt Nam và làm bị thương một số kiểm ngư viên. Các bạn thân mến, Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền chủ quyền của nước ta tại bãi tư chính, khu vực hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Đảng và nhà nước chỉ đạo các lực lượng chức năng của Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế để giải quyết vấn đề. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.
hôm thứ Ba sau trận lũ quét Môn Đầu Câu đã được dọn sạch sẽ và công việc dọn dẹp của các nhân viên trong cộng đồng phố Kiều Đông vẫn tiếp tục. Bức tường bên ngoài của khu dân cư đã bị lũ quét để lại dấu vết rõ ràng cao đến thắt lưng. Những người ở tầng 1 đang bận rộn phơi đồ đạc, quần áo, chăn màn bị sũng nước chắn ngang cửa lên thảm thực vật ngoài cửa cho khô, đồng thời dùng cây lau nhà lau đi lau lại nhiều lần để khử mùi hôi thối trong nhà. Cộng đồng phố Kiều Đông nằm ở phố Thành Tử, quận Môn Đầu Câu, Bắc Kinh, giáp sông ở phía nam. Khu vực này có diện tích khoảng 21,255m², có tổng cộng 14 tòa nhà, tổng cộng 702 hộ gia đình, dân số 1.925 người, trong đó có 409 cụ già. Kể từ 20 giờ tối thứ Bảy, dưới ảnh hưởng của cơn bão Dusri, quận Môn Đầu Câu đã hứng chịu một trận mưa lớn liên tục hiếm thấy trong lịch sử. Đây là giá trị cao nhất trong lịch sử kể từ khi ghi nhận khí tượng. Cư dân ở tầng 1 bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi trận mưa bão. Nhà báo Trịnh Quan đã đến thăm và phát hiện ra rằng hầu hết cư dân ở tầng 1 của khu vực này đều lớn tuổi và được chuyển đi sớm hơn. Vậy làm thế nào để những người già này thoát khỏi cơn mưa bão khi họ phải đối mặt với dòng lũ dâng cao đến thắt lưng đổ vào nhà của họ? Các nhà báo Trịnh Quan đã phỏng vấn tại chỗ nhiều người cao tuổi và được kể về những trải nghiệm khó quên của họ. Vào hôm Chủ nhật, cư dân mạng đã chụp được những bức ảnh trong khu dân cư phố Kiều Đông. Vào ngày thứ Hai, sau trận mưa lớn tại nhà của Tôn Chuẩn, 55 tuổi, quần áo và vật dụng trong nhà bị cuốn trôi, bùn đất do nước lũ rút đi, vương vãi khắp sàn, tường vẫn còn có dấu hiệu bị ngâm rõ ràng. Tôn Xuyên, người đã sắn quần và đi chân trần trên sàn nhà, không khỏi thở dài khi nhìn thấy cảnh bừa bộn trong nhà, lúc đó ngập hết rồi. Tôn Xuyên chỉ vào cửa sổ nhà mình, cau mày nói. Ký ức sâu sắc về trận lũ quét trên núi và việc dọn dẹp đồ lặt vặt trong nhà nhiều ngày khiến Tôn Xuyên không thể vui lên. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày hôm đó, Tôn Xuyên đang nghỉ ngơi trên giường tại nhà tại khu dân cư phố Cầu Đông ở Môn Đầu Câu trong trạng thái bàng hoàng. Nhưng anh không ngờ rằng nửa giờ ngắn ngủi sau đó lại trở thành trải nghiệm gây sốc nhất trong cuộc đời mình. Tôi nhận được cuộc gọi từ vợ tôi, hỏi tôi ở đây có ngập nước không. Nghe vợ nói xong, liền đứng dậy đi đến cửa sổ gần đường, lại nhìn lan can bên đường. Ánh mắt ngỡ ngàng hoảng hốt, mới phút chốc nước từ bờ bao tràn ra đường. Chưa đầy nửa tiếng sau nước đã dâng đến cửa sổ ở cửa nhà. Nó sâu hơn 1 mét, Tôn Xuyên nhớ lại. Môn Đầu Câu là khu vực có tỷ lệ vùng núi cao nhất ở Bắc Kinh. Vùng núi chiếm 98,5% diện tích. Trong đợt mưa này, theo hướng đông bắc tây nam của dãy núi trong khu vực, gió đông nam rõ ràng là vuông góc với dãy núi. Hơi nước chịu ảnh hưởng của địa hình. Khi lượng mưa lớn, cường độ mưa lớn gặp địa hình dốc sẽ ngay lập tức xảy ra hiện tượng ngập úng trên đường phố. Do mưa lớn, Môn Đầu Câu đã xả lũ vào sông Vĩnh Định, tất cả 56 kênh dòng chảy trên núi đều có lũ. Nhiều con đường như quốc lộ 109 và đường Triển Chiêu bị ngập lụt và chia cắt. Các con đường chính xung quanh đều tạm thời được kiểm soát và độ sâu nước sâu nhất lên tới 0,5m gần Trung Cương Tham, ở ngã ba đường Tân Kiều và Kiều Đông ở quận Môn Đầu Câu. Nước lũ từ núi đã nhấn chìm mặt cầu. Khu dân cư Kiều Đông Kiệt nằm ở hạ lưu của Trung Cương Tham. Theo miêu tả của Tôn Chuẩn, nước dâng đến cửa sổ không những không ngừng dâng lên mà còn tiếp tục tràn vào nhà. Thậm chí cả cống trong nhà cũng bị tràn ra ngoài. Tôn Chuẩn nhìn nước bên ngoài đã dâng cao đến cửa sổ, vốn tưởng rằng ở nhà sẽ an toàn hơn. Nhưng không ngờ nước dâng quá nhanh, anh chưa kịp phản ứng thì nước đã ập vào ngôi nhà đã cao đến thắt lưng. Anh đẩy cửa mở ra để ra ngoài. Nhưng bên ngoài có nước nên không thể đẩy được và cửa sổ chống trộm bên ngoài đã được đóng chặt chẽ. Vì vậy, anh thậm chí không thể ra ngoài. Tôn Chuẩn nói, giường ngập, nước cứ tràn vào nhà, lúc đó không biết làm sao, không biết tình hình ra sao, bốn bề là nước. Nửa giờ ngắn ngủi khiến anh có cảm giác như cả thế giới đã trôi qua. Sau đó, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy dòng nước lũ đổ về lại nhanh chóng rút đi, khắp nơi chỉ còn lại bùn. Không quan tâm đến tình hình trong nhà lúc đó, anh cầm điện thoại di động lên và dùng hết sức đẩy cửa ra. Khoảnh khắc khiến anh phấn khích, lúc đó tôi cảm thấy thật tốt khi được sống và tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Anh lội bỉ bõm, lội bùn ra khỏi khu dân cư, nhìn những phương tiện bị lũ cuốn trôi nằm ngổn ngang trong khu dân cư. Cảnh tượng trước mắt khiến anh bàng hoàng nhưng không dám dừng lại. Khi tôi bước ra ngoài, tôi không thấy một bóng người nào, hầu hết những người sống trong cộng đồng này đều là người già, Tôn Chuẩn mô tả. Sau khi rời khỏi đây, anh ta đến khu vực Thạch Môn Đình, nơi vợ anh ta sống. Vì địa hình ở đó cao hơn một chút nên anh không gặp phải lũ lụt. Anh nói với vợ mình về nửa giờ khiến anh ta bị sốc. Anh xác nhận rằng đường Kiều Đông tạm thời không còn gặp nguy hiểm. Anh cùng em gái trở về nhà bắt đầu thu dọn bùn đất.
Anh bận rộn từ trưa đến 11 giờ tối dọn dẹp nhà cửa sau khi lũ rút tràn ngập bùn đất. Sau khi nhận được tiền bảo hiểm cho các chiếc xe bị lũ lụt làm hỏng, anh thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không thể quên trải nghiệm này nhưng anh rất lạc quan, tài sản vô ích miễn là bạn còn sống. Trưa hôm Chủ nhật, lũ quét mang theo bùn đất tràn qua sông ập vào khu phố Kiều Đông. Mẹ chồng 80 tuổi đã nói với Vương Nguyên qua điện thoại rằng nước đột ngột tràn qua cửa, đầu tiên là ngập hai chân giường, khoảng 10 phút sau thì ngập cả giường. Vương Nguyên đã ngoài 60 tuổi nói nước ngập sâu một tấc. Vương Nguyên hiểu hoàn cảnh của cụ ông, liền khuyên ông ta nên tự cứu lấy tính mạng của mình. Khi đó, người già và trẻ em trong nhà đã dùng xẻng và chậu rửa mặt để tát nước ra khỏi nhà, nhưng tốc độ nước chảy vượt xa tốc độ thoát nước. Họ đặt đồ đạc trong nhà lên chỗ cao hơn. Vương Nguyên vội vàng lái xe từ quận Trường Bình đến quận Môn Đầu Câu. Khi đến lối ra của đường cao tốc Hương Sơn, Vương Nguyên có cảm giác chiếc xe đang nổi trên mặt nước, giống như một chiếc thuyền máy và thật khó để kiểm soát. Sau đó anh thầm nghĩ, may mà lúc đó anh không đi, nếu anh đi không những không đón được người già mà còn có thể gặp tai nạn. Vương Nguyên nói khoảng 10 giờ tối nước trong nhà đã rút, đường còn lấm lem bùn đất, mẹ tôi không thể ra ngoài đành ăn chút lương khô trong nhà cho thỏa cơn đói. Đêm đó khi nước lũ rút đi, Vương Nguyên không đến được với bà. Cố gắng khuyên bà an tâm, nhưng hai ông bà cụ vẫn thức trắng đêm, lo lắng nước lũ sẽ lại ập đến. Sáng ngày thứ hai, anh dọn dẹp đống đổ nát trong nhà sau 2 ngày làm việc liên tục, sàn nhà trong phòng sáng loáng như mới. Nhưng nhiệm vụ của anh vẫn chưa kết thúc, đồ đạc như giường, sofa, tủ, mục nát phải dỡ bỏ, vét sạch bùn đất bên trong. Vào ngày lũ quét xảy ra, Chu Quang ngoài 60 tuổi cùng con trai lái xe ra ngoài. Khi ông quay lại thì đã khoảng 11 giờ, nước sông đã tràn vào đến cổng khu dân cư, chẳng mấy chốc lũ đã ập đến cửa. Chu Quang cố gắng đẩy cửa xe nhưng vô ích, anh nhanh chóng nhấn cửa kính xe và chui ra khỏi cửa sổ. Lúc này nước đã dâng cao ngang thắt lưng, thấy nhà của người dân ở tầng 1 đã ngập, ông bất an vì nhà mình ở tầng 1. Ông không có thời gian để suy nghĩ nhiều, mặc dù mực nước đã rất sâu nhưng ông rất muốn về nhà, nơi đó còn có cháu gái của ông vừa tròn 1 tuổi và cháu trai 11 tuổi. Nhà Chu Quang có hai cổng, một cổng phía nam và một cổng phía bắc. Cổng phía nam nằm ở tầng thấp, gần cổng khu dân cư. Chu Quang và con trai quan sát tình hình đứa trẻ qua cửa sổ. Ông cũng yên tâm. Chu Quang kéo mạnh cửa nhưng dù thế nào cũng không mở được. Anh nhờ vợ mở cửa nhưng cô đẩy cũng không mở được. Tại nhà của Chu Quang, vợ ông nhìn thấy nước lũ dâng đến cửa sổ nên đặt cháu gái lên ghế sofa, dùng chăn gối đệm chặt cửa phía nam cùng với con dâu và cháu trai 11 tuổi. Trận lũ ngày càng lớn, nhiều phương tiện ngược dòng bị cuốn trôi từng chiếc một. Một người dân khác trong khu ra kiểm tra chiếc ô tô mua năm ngoái thì nước đã ngập đến nóc, nên anh chỉ bất lực đứng trên nóc. Một người dân lớn tuổi khác khi lũ về thấy chiếc xe taxi của con mình bị nước cuốn trôi qua lớp kính đã lội nước đi tìm. Nếu mực nước ngày càng sâu, anh không thể trơ mắt nhìn người nhà không thể thoát ra ngoài được. Anh và con trai chạy đến cầu thang của cổng phía bắc, lội qua dòng lũ chảy xiết trên đường, mò tìm thấy một cái xẻng ở góc hành lang và họ định đập nát cánh cửa nhỏ ở phía bắc để cứu mọi người trong nhà. Sau gần 20 phút, mực nước cuối cùng cũng hạ xuống. Chu Quang thở phào nhẹ nhõm, anh nói với chị Quan News rằng mặc dù anh đang ở trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng điều khiến anh cảm động là trong khi người dân đang tích cực tự cứu mình, thì các nhà lãnh đạo của các cán bộ của Ủy ban khu phố Kiều Đông bận rộn từ sáng đến tối, làm gương, lao ra phía trước và thông đường ống. Sau khi cơn bão Doxury tiếp tục di chuyển về phía Bắc, nó tiếp tục mang theo lượng mưa lớn đến khu vực miền Trung và miền Nam của tỉnh Hắc Long Giang. Kể từ sáng ngày thứ ba, Đài quan sát khí tượng Hắc Long Giang đã liên tiếp đưa ra 15 cảnh báo mưa bão màu đỏ. Ngoài Đài quan sát khí tượng tỉnh, Đài quan sát khí tượng Hắc Long Giang ở các Nhị Tân, Tây Cáp Nhĩ, Mẫu Đơn Giang, Hải Luân, Vũ Xương, Ninh An và các thành phố khác cũng đã phát hiện cảnh báo mưa bão màu đỏ. Theo bản tin của CCTV, Trung tâm Thủy văn và Tài nguyên nước tỉnh Hắc Long Giang cho biết, do ảnh hưởng của lượng mưa, mực nước của trạm Mẫu Đơn Giang, làng Hải Lăng, thị trấn Văn Xuân, huyện Tây An, thành phố Mẫu Đơn Giang, lúc 23 giờ đêm ngày thứ Tư là 229,01m, vượt mực nước báo động khẩn cấp 0,1m, đặt tiêu chuẩn lũ đánh số, mực nước đang có xu hướng lên. Theo các biện pháp thực hiện đánh số lũ trên các sông chính ở tỉnh Hắc Long Giang, trận lũ Mẫu Đơn Giang số 1 năm 2023 đã được hình thành.
Theo tin tức mới nhất từ CCTV News, phóng viên trụ sở được biết từ trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của chính quyền nhân dân thành phố Mậu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang rằng, theo dữ liệu từ Cục Khí tượng Thủy văn, đã có một trận mưa lớn khác ở thượng nguồn từ sáng sớm ngày thứ Tư đến ngày thứ Năm. Lượng mưa đạt mức mưa to. Do lượng mưa lớn trong giai đoạn trước và bề mặt bên dưới đã bị bão hòa, lưu vực sông Hải Lăng có thể xuất hiện một trận lũ lớn khác và bờ kè của thành phố Hải Lâm có thể đạt hoặc vượt quá mực nước đảm bảo. Ngoài ra, Cục Khí tượng đã đưa ra cảnh báo màu cam về mưa bão. Cục Thủy văn đã đưa ra cảnh báo màu cam về thiên tai lũ lụt trên sông và nhiều ngôi làng ở thành phố Mậu Đơn Giang đã phải hứng chịu mưa lớn và lũ lụt. Sau khi nghiên cứu và phân tích, có thể xảy ra thảm họa lũ lụt tương đối lớn ở thành phố Mậu Đơn Giang. Sau khi yêu cầu sự chấp thuận của chính quyền thành phố, trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán thành phố đã quyết định nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt của thành phố Mậu Đơn Giang từ cấp 3 lên cấp 2 vào lúc 8 giờ sáng ngày 29 tháng 8. Ngoài ra, điều đáng chú ý là trận mưa xối xả ở Hắc Long Giang đã khiến thành phố Vũ Xương bị thiệt hại nặng nề. Theo tin tức Bắc Kinh và các phương tiện truyền thông khác, lũ lụt do mưa lớn đã khiến nhiều ngôi làng và thị trấn ở thành phố Vũ Xương bị ngập lụt. Chính quyền đã tổ chức sơ tán một số người dân trong đêm. Một số nông dân cho biết nhà kính bị lũ cuốn trôi, nhiều diện tích đất hoa màu bị ngập, lúa mới bắt đầu thu hoạch, sản lượng lúa năm nay sẽ bị ảnh hưởng. Theo thông cáo Vũ Xương, vào chiều ngày thứ Tư, Văn phòng Phòng chống lũ lụt và hạn hán trụ sở chính của thành phố Vũ Xương đã đưa ra một thông báo nói rằng do hồ chứa Long Phượng Sơn tăng cường xả nước vào lúc 2 giờ 30 phút đêm ngày thứ Tư, người dân của 25 thôn, làng thuộc 5 thị xã, thị trấn liên quan đến vùng hạ du hồ chứa đang tiến hành di chuyển toàn bộ. Tính đến nay, tổng số hơn 6.000 người đã được chuyển đi, thiệt hại do thiên tai gây ra đang được tính. Tính đến 8 giờ sáng ngày thứ Tư, tổng cộng 108 trạm ở thành phố Vũ Xương có mưa, trong đó 74 trạm có lượng mưa vượt quá 50mm và lượng mưa tối đa là 205mm ở lâm trường Thắng Lợi. Vùng sản xuất lúa Vũ Xương cũng bị lũ cuốn, nông dân đau lòng, kêu than, thế là hết rồi. Theo Southern Metropolis Daily, lượng mưa lớn đã gây thiệt hại cho một số khu vực ở thành phố Vũ Xương, Cáp Nhĩ Tân. Hôm thứ Tư, một số nông dân ở Vũ Xương nói với các phóng viên rằng hiện đang là thời kỳ lúa làm đồng và trổ bông, một số ruộng lúa bị ngập úng sẽ ảnh hưởng xấu đến cây lúa. Nhân viên của Cục Nông nghiệp và Nông thôn Vũ Xương cho biết hầu hết các cán bộ hiện đang làm công tác cứu trợ thiên tai ở nông thôn tạm thời không thể nắm bắt được tình hình chung của các loại cây trồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Còn người nông dân đau lòng nói, thôi rồi, hết thật rồi. Được biết, thành phố Vũ Xương là một cơ sở sản xuất ngũ cốc, một loại hàng hóa quan trọng của cả nước, là một trong 10 quận tiên tiến về sản xuất ngũ cốc của cả nước và là một trong 5 quận trồng lúa hàng đầu của cả nước. Diện tích trồng lúa ở Vũ Xương chiếm 1/10 toàn tỉnh Hắc Long Giang. Gạo Vũ Xương nổi tiếng được sản xuất tại đây. Theo Jimun News, là khu vực sản xuất chính của hương thơm gạo Vũ Xương. Người dân địa phương ở thị trấn Long Phượng Sơn nói với các phóng viên rằng nhiều cánh đồng lúa đã bị ngập lụt do mưa lớn liên tục. Nếu mưa tiếp tục, ruộng lúa bị ngập úng sẽ thất bát. Người dân địa phương nói với phóng viên rằng nhiều cánh đồng lúa đã bị ngập do mưa lớn. Trương Văn Song, một người dân ở làng Thiên Đường nói địa phương đã trồng 100 hectare lúa giống vụ xương đạo hoa tường. Tính đến sáng ngày thứ Tư, khoảng 45 hectare đã bị nhấn chìm, chỉ mới ló đầu ra một chút. Trương Văn Song cho biết nếu cây lúa nhỏ hơn hoặc lớn hơn và đang ở giai đoạn làm đồng thì ngập úng sẽ không phải là vấn đề lớn và sẽ không ảnh hưởng đến thu hoạch. Nhưng lúc này ngập rồi, lát nữa không mưa nữa thì sao? Tuy nhiên, theo dự báo thời tiết 2 ngày tới sẽ có mưa, nếu cứ tiếp tục ngập như thế này thì hỏng hết. Trương Văn Song cho biết 100 hectare đất có thể sản xuất khoảng 60.000 cân gạo mỗi năm. Bình thường, tổng thu nhập hàng năm có thể là 200.000 nhân dân tệ. Nếu một nửa số lúa chết, năm nay anh khó có thể giữ tiền vốn. Cục Khí tượng tỉnh Hắc Long Giang cũng đã ban hành cảnh báo đỏ về rủi ro thiên tai địa chất. Ngoài ra, các thảm họa địa chất cũng rất đáng chú ý. Theo CNR.com, Sở Tài nguyên tỉnh Hắc Long Giang và Cục Khí tượng tỉnh Hắc Long Giang đã cùng đưa ra cảnh báo màu đỏ, cam và vàng về rủi ro khí tượng thảm họa địa chất. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, dự kiến từ lúc 10 giờ sáng ngày 29 tháng 8 đến 20 giờ ngày 30 tháng 8, rủi ro khí tượng về thảm họa địa chất ở A Thành, Vũ Xương, Tân Tiên, Diên Thọ, Thượng Hải và Mậu Đơn Giang là rất cao, đã ban hành cảnh báo đỏ. Khả Sơn, Khả Đông, Long Giang, Nội Giang, Tấn Khách, Ngũ Đại, Liên Trì, Bắc An, Đường Vương, Phong Lâm, Hữu Hào, Ngô Thôi, Nhất Mỹ, Thiết Lý, Hải Luân, Tùy Lĩnh, Thanh An có rủi ro khí tượng cao về thảm họa địa chất đã ban hành cảnh báo màu cam. Thành phố Tuy Hóa,
khu đô thị Cáp Nhị Tân, Ba Yển, Thông Hà, Phương Chính, Đường Nguyên, Kỳ Tiên, Song Nhã Sơn, Bảo Thanh và Mi Sơn đã ban hành cảnh báo màu vàng. Hãy chú ý đề phòng các thảm họa địa chất như sụp đổ, sạt lở đất, lở núi và các thảm họa địa chất khác do mưa lớn gây ra, đồng thời làm tốt công tác giám sát và cảnh báo sớm và di chuyển người dân để tránh rủi ro. Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang lại một lần nữa nhận cảnh báo đỏ với mưa lớn, lũ lụt hoành hành. Nhà cửa bị cuốn trôi, người dân buộc phải lội nước để tránh nguy hiểm. Những cảnh tượng như vậy thật đau lòng và là lời nhắc nhở rằng chúng ta vẫn cần phải làm nhiều như thế khi đối mặt với thiên tai. Hôm qua, CCTV đưa tin về tình hình lũ lụt ở Mậu Đơn Giang, mực nước của trạm thứ 2 Mậu Đơn Giang tọa lạc tại làng Hải Lãng, thị trấn Văn Xuân, quận Tây An, thành phố Mậu Đơn Giang đã lên tới 229,01m, cao hơn mực nước cảnh báo 0,1m và mực nước vẫn tiếp tục tăng. Các chuyên gia cho rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy trận lũ Mậu Đơn Giang số 1 năm 2023 đã hình thành. Trước thực trạng đó, các khu vực ven sông cần khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng chống để bảo vệ tính mạng và tài sản của cư dân. Sức mạnh của lũ lụt là không thể coi thường. Một khi có lũ lụt sẽ mang đến sức tàn phá rất lớn. Vì vậy, trước khi lũ về, chính quyền các cấp, cơ quan cứu hộ cứu nạn cần tăng cường công tác quan trắc, cảnh báo sớm, thông báo kịp thời cho người dân ven sông chuẩn bị ứng phó. Đồng thời, bản thân cư dân phải có biện pháp phòng tránh để tránh những nguy hiểm có thể xảy ra. Lội ra ngoài là hành vi rất nguy hiểm. Một khi bị lũ cuốn đi thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Khi lũ về, người dân cố gắng tránh nơi trú an toàn, tránh ra sông ngòi, vùng có nguy cơ ngập úng để tránh những rủi ro không đáng có. Thiên tai lũ lụt không chỉ gây thương vong cho con người mà còn gây ra những thiệt hại to lớn về đất đai canh tác, nhà cửa, cơ sở hạ tầng. Do đó, công tác cứu hộ và tái thiết sau thảm họa cũng rất quan trọng. Chính phủ và các tầng lớp xã hội cần hành động nhanh chóng để hỗ trợ và cứu trợ kịp thời cho những vùng bị thiên tai và giúp nhân dân bị ảnh hưởng sớm khôi phục sản xuất và cuộc sống. Việc lũ lụt xảy ra thường xuyên cũng khiến chúng ta suy ngẫm sâu sắc rằng cần phải xem xét lại mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, biến đổi khí hậu và thiệt hại với môi trường đang làm gia tăng tần suất và cường độ của thiên tai. Chúng ta hãy trân trọng và bảo vệ môi trường của chúng ta nhiều hơn, đồng thời có những biện pháp tích cực hơn để làm chậm lại xu hướng biến đổi khí hậu và hủy hoại môi trường. Thưa quý vị, số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở thành phố Trác Châu là 133.913 và 146 ngôi làng bị ảnh hưởng, có diện tích 225,38 km². Chỉ trong vài ngày, không biết có bao nhiêu người bị mắc kẹt trong lũ. Đội cứu hộ ở nhiều nơi đang tăng cường nỗ lực giải cứu họ. Trác Châu, Hà Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai và nó đã được liệt kê trong danh sách tìm kiếm nóng 6 lần liên tiếp. Nhiều công ty nổi tiếng như Houston Aircare, Xiaomi Tencent và Michelle Bing Chang đã quyên góp tiền để giải quyết vấn đề. Không ai nghĩ rằng một cơn mưa lớn lại đẩy thành phố vào tình thế khó khăn như vậy và mọi người đều tự nhiên cầu chúc cho họ tốt lành, mong rằng những người bị mắc kẹt có thể thoát khỏi khó khăn càng sớm càng tốt. Trên đỉnh Hot Shot, Trác Châu, Hà Bắc đang từng ngày từng phút đẩy mạnh công tác di chuyển những người bị mắc kẹt. Nhìn từ xa, cả thành phố giống như một đại dương với độ sâu nước lên tới 6m. Lực lượng cứu hộ đi ngang qua biển báo và đã phải cúi đầu của họ xuống. Các khu dân cư bị ngập, phương tiện bị cuốn trôi. Nhiều vấn đề như sụt lún sông liên tục cần được giải quyết. Nhiều nhà xưởng, tiệm sửa xe bị ngập, tài sản của người dân bị hư hỏng nặng. Đối với Trác Châu, Hà Bắc, mọi người cùng góp sức trong vòng 3 ngày mà trời mưa bằng cả năm. Đây là thiên tai, tai họa khó tránh khỏi. Hãy để dư luận thấy được sự nổi giận của thiên nhiên. Nhiều khu vực bình luận đang chuyển tiếp thông tin cứu hộ. Người dân gặp khó khăn liên hệ với đội cứu hộ thông qua Internet và tiến hành cứu hộ khẩn cấp. Thiên tai bất ngờ khiến nhiều người không thể nhận ra nhà cửa. Hiện tại chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho người dân. Trước thiên tai, ai có sức góp sức, ai có thể nhận ra hiện trường giúp thì giúp. Quan sát giúp đỡ nhau là lý tưởng chung ẩn sâu trong lòng. Anh hùng ngược dòng xuất hiện tại thời điểm này. Chúng ta không cần phải hát về sự đau khổ, sự dũng cảm và sáng chói của họ sẽ soi sáng thời khắc đen tối nhất của những người bị mắc kẹt. Một số người đã đến Trác Châu, Hà Bắc ngày đêm từ hơn 2.000 dặm và chiến dịch giải cứu mưa bão đã được thực hiện vô cùng cảm động. Tuy nhiên, lúc này vẫn sẽ có những lời lẽ công kích những người bị mắc kẹt. Trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy, những người như vậy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và thẳng tay trừng trị. Đây không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn là vấn đề pháp lý. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong 140 năm qua, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Theo chính quyền Trung Quốc, thành phố Bắc Kinh đã ghi nhận lượng mưa 744,8mm, tương đương 29,3 inch, từ cuối tuần trước cho đến ngày thứ Ba, đánh dấu lượng mưa cao nhất kể từ năm 1891, dựa trên dữ liệu từ Cục Khí tượng Bắc Kinh.
Mưa lũ lớn xảy ra khi Trung Quốc hứng chịu cơn bão Doksuri quét qua phía bắc nước này. Theo một báo cáo của Đài quan sát trái đất của NASA, Doksuri đã đổ bộ vào Hạ Môn và Tuyền Châu của Trung Quốc và gây lũ lụt nghiêm trọng ở Bắc Kinh. Cơn bão lớn đã làm hư hại cơ sở hạ tầng, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán. Bão Doksuri được đánh giá là một trong những cơn bão tồi tệ nhất tấn công miền Bắc Trung Quốc trong nhiều năm. Và những cơn mưa xối xả cũng như lũ lụt ở Bắc Kinh đã giết chết ít nhất 20 người tính đến ngày thứ hai. Trên mạng Internet và các phương tiện truyền thông xã hội ở Trung Quốc tràn ngập hình ảnh những cơn mưa lớn làm ngập đường phố và những chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi. Theo Reuters đưa tin, tính đến thứ hai, mưa lớn đã khiến cho 358 con đường ở Bắc Kinh bị hư hại hoặc bị ảnh hưởng. Mưa lớn đã khiến một đoạn của cầu Lưu Câu ở quận Phong Đài bị sập. Tại Bắc Kinh, hơn 31.000 người đã được sơ tán khỏi nhà, trong khi công việc tại hơn 4.000 công trường xây dựng bị đình trệ, gần 20.000 tòa nhà được kiểm tra vì sợ bị hư hại. Tất cả các điểm du lịch trong thành phố đều bị đóng cửa. Đáng chú ý, trên mạng còn xuất hiện một đoạn video cho thấy, ngay cả Tử Cấm Thành, nơi chưa từng bị ngập lụt trong 600 năm qua, cũng có mực nước sâu nhất đến đầu gối. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin, ngoài Bắc Kinh, mưa cực lớn cũng tấn công miền Bắc Trung Quốc và các khu vực dọc theo sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn nghiêm ngặt, cũng như công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Điều quan trọng là phải đảm bảo điều trị y tế cho những người bị thương và cung cấp viện trợ cũng như sự an ủi cho gia đình của những người đã khuất, ông Tập Cận Bình nói. Mặc dù vậy, đến hôm thứ Ba, Bắc Kinh đã dỡ bỏ cảnh báo đỏ về lũ lụt khi lưu lượng nước ở các con sông lớn đã xuống dưới mức cảnh báo, theo Tân Hoa Xã cho biết. Tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc tiếp giáp Bắc Kinh đã phải di rời hơn 1,2 triệu dân khỏi các khu vực bị ngập lụt, trong đó có gần 860.000 ở các vùng lũ dữ. Nhằm giúp thủ đô thoát lũ, tỉnh này dự kiến sẽ cần khoảng một tháng để nước lũ rút đi. Trước tình hình lũ vẫn nghiêm trọng ở khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, Trung Quốc đã quyết định sử dụng 8 vùng dự lũ cùng toàn bộ 155 hồ chứa lớn và vừa ở lưu vực sông Hải Hà để chứa lũ. Trong đó, riêng tỉnh Hà Bắc đã kích hoạt 7 trên 13 vùng thoát lũ để tiếp nhận khoảng 1,8 tỷ mét khối nước, giảm áp lực lũ lụt cho thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thiên Tân. Tính đến sáng ngày thứ Tư, theo dữ liệu từ Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán Hà Bắc, tỉnh này đã di rời khoảng 1,23 triệu dân, trong đó người dân vùng chứa lũ lên tới 857.200 người. Hà Bắc cũng đã điều động hơn 4.700 đội cứu hộ với hơn 100.000 người và cử hơn 2.200 nhóm công tác đến các khu vực bị ảnh hưởng. Do ảnh hưởng của cơn bão Doksuri, mưa lớn đã kéo dài gần 144 giờ ở Hà Bắc, từ 8 giờ sáng ngày thứ Năm tuần trước đến 8 giờ sáng ngày thứ Ba vừa qua, với lượng mưa trung bình trên toàn tỉnh là hơn 146mm. Tỉnh này đã hứng chịu tổng lượng mưa 27,5 tỷ mét khối, gấp đôi tổng dung tích của tất cả các hồ chứa lớn và vừa trên toàn tỉnh. Thành phố Trác Châu ở Hà Bắc, nơi có nhiều con sông chảy qua và một số khu vực được sử dụng làm vùng chứa lũ, đã bị ảnh hưởng nặng nề. Trong một chương trình của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, bà Lý Na, Phó Giám đốc Sở Thủy lợi Hà Bắc cho biết lượng mưa trung bình ở Trác Châu lên tới 398mm vào tối thứ Ba, khoảng 300 triệu đến 400 triệu mét khối nước lũ dự kiến sẽ chảy qua Trác Châu, khiến thành phố này trở thành vùng lũ lụt nặng nề nhất sau nhiều ngày mưa lớn. Vì mưa đã tạnh nên mực nước trên các con sông liên tục giảm, nhưng sự suy giảm này cần một khoảng thời gian. Trong số các khu vực chứa và ngăn lũ mà chúng tôi đã kích hoạt, một số làng bị ngập, nhưng do nền tảng tương đối cao nên nước có thể rút nhanh, tác động sẽ ít hơn. Tuy nhiên, một số diện tích đất canh tác cần nhiều thời gian hơn, tổng thời gian cần khoảng một tháng, bà Lý Na nói. Trung Quốc đã phủ nhận thông tin cho rằng tình trạng ngập lụt ở Trác Châu là do xả lũ như một phần nỗ lực bảo vệ Bắc Kinh, nhấn mạnh việc kích hoạt các vùng chứa lũ là một cân nhắc tổng thể. Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Nghe Nhạc Phong cho biết, địa phương này cần kích hoạt vùng giữ lũ để giảm bớt áp lực phòng lũ và đóng vai trò là sông hộ thành cho thủ đô. Chính quyền Thiên Tân gần Bắc Kinh cũng kích hoạt một phần vùng thoát lũ ở quận Tĩnh Hải. Hơn 30.000 cư dân của 23 ngôi làng trong quận cũng đã yêu cầu di rời từ trưa thứ Tư. Sau khi bão Doksuri đổ bộ cuối tuần trước, thủ đô của Trung Quốc đã ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong 140 năm qua. Mưa lũ đã khiến 11 người ở Bắc Kinh và 9 người ở Hà Bắc thiệt mạng. Trong khi đó, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc thông báo lượng mưa đã chuyển sang vùng Đông Bắc nước này từ hôm thứ Ba. Các cơ quan kiểm soát lũ ở các thành phố Cáp Nhĩ Tân và Mẫu Đơn Giang của Hắc Long Giang đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp kiểm soát lũ lụt vào hôm thứ Tư và thứ Năm như đóng cửa trường học và các cơ sở đào tạo,
tạm dừng các hoạt động xây dựng và hoạt động ngoài trời. Hiện nhiều khu vực tại Hắc Long Giang đã ngập sâu trong nước với nguy cơ mất trắng mùa màng. Bão Doksuri cùng cơn mưa lịch sử đã khiến người dân Bắc Kinh phải lao đao những ngày gần đây. Bị ảnh hưởng bởi siêu bão Doksuri, từ 8 giờ ngày thứ Bảy tuần trước, Trác Châu liên tục mưa, đặc biệt trong vài ngày qua, khi thủ đô Bắc Kinh chịu lượng mưa kỷ lục trong vòng 140 năm, thì các con sông ở thành phố Trác Châu nằm phía tây nam Bắc Kinh đã nhận một lượng nước lớn từ Bắc Kinh biến Trác Châu thành khu vực ngập lụt nặng nhất thời điểm hiện tại. Hàng loạt ô tô chìm trong biển nước, đường biến thành sông. Theo Reuters đưa tin, Bắc Kinh và nhiều thành phố lân cận đã gặp tình trạng ngập lụt nghiêm trọng sau trận mưa lớn lịch sử kéo dài 5 ngày. Cơ quan khí tượng Bắc Kinh cho biết đây là lượng mưa cao nhất trong 140 năm qua. Cụ thể, lượng mưa của cơn bão Doksuri trút xuống Bắc Kinh trong 40 giờ, gần bằng lượng mưa trung bình của cả tháng 7. The Economic Times cũng viết, các khu vực phía Bắc Trung Quốc được đặt trong tình trạng báo động đỏ, nhiều ô tô bị cuốn trôi, các ga tàu điện ngầm chìm trong biển nước, hàng trăm chiếc xe buýt dừng hoạt động, thậm chí không chỉ có ô tô con, nhiều chiếc xe tải cũng không thoát khỏi cảnh tương tự. Rất nhiều người dân đã ghi lại cảnh các phương tiện đi lại bị cuốn bởi dòng nước lũ. Rất nhiều con đường trở thành sông nước thực thụ. Họ chia sẻ hầu hết ô tô trước nhà đều bị cuốn đi hoặc hư hại nặng nề. Từ trên cao không khó để nhìn thấy các hàng dài la liệt những chiếc ô tô chìm sâu dưới dòng nước sau trận mưa lịch sử. Ngoài ra, một đoạn video được CCTV đăng tải cũng cho thấy một cây cầu đường bộ ở Bắc Kinh đã bị gãy làm đôi. Nhưng không chỉ ngập trong nước, nhiều phương tiện cũng bị mắc kẹt nghiêm trọng. Chưa hết, mưa lũ còn khiến nhiều cột điện bị hư hại, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện và thông tin liên lạc ở một số khu vực. Hôm thứ Ba, gần 400 chuyến bay đã bị hủy và hàng trăm chuyến bay bị hoãn tại sân bay của Bắc Kinh. Trang thông tin Sowetan cũng viết, không chỉ hư hại tài sản, cơn bão Doksuri cũng gây nhiều khó khăn cho nhiều người dân, đặc biệt là người lái ô tô. Tờ Guardian cũng đăng tải hình ảnh một người đàn ông bị kẹt trong xe ô tô và bị dòng nước cuốn trôi. May mắn, ông đã được đội cứu hộ giải cứu kịp thời. Cả khu chợ bị vây khốn trong nước lũ, hàng trăm kho sách bị ngập, chật kín các đội cứu hộ theo Thời báo Hoàn cầu hôm thứ Tư. Trong hai ngày qua, hơn 1.000 đội cứu hộ đã được triển khai tới thành phố Trác Châu ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Trong khi tình hình nhìn chung đã cải thiện ở các khu vực phía đông của thành phố, nước lũ vẫn chưa rút hết ở các khu vực phía tây của Trác Châu và một số cư dân vẫn đang chờ lực lượng cứu hộ vào chiều thứ Tư. Các quan chức địa phương cho biết, từ 8 giờ sáng thứ Bảy tuần trước đến 11 giờ ngày thứ Ba, Trác Châu đã hứng lượng mưa trung bình lên tới 355,1mm. Tính đến 10 giờ sáng thứ Ba, tổng cộng 133.913 người từ 146 ngôi làng ở Trác Châu đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ảnh hưởng đến khu vực rộng 225,38km². Chiều thứ Ba, nguồn cung cấp nước bị cắt trên toàn thành phố và một số khu vực của thành phố bị mất điện. Tính đến chiều thứ Ba, có 125.100 người từ 124 ngôi làng ở Trác Châu đã được sơ tán đến nơi an toàn. Trác Châu đã tổ chức 28 đội cứu hộ khẩn cấp, gồm tổng cộng 8.755 người để hợp tác với các đội cứu hộ chuyên nghiệp, trong đó có đội cứu hộ Bầu Trời Xanh của Trung Quốc. Sau khi nhận được thông tin kêu gọi hỗ trợ từ Trác Châu, các đội cứu hộ đã ngay lập tức tới giải cứu người dân vùng lũ. Thuyền cứu hộ tiến vào một khu chợ lớn với cảnh tượng nước chảy đục ngầu, túi ni lông và vỏ chai nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhiều mái nhà hàng quán ven đường nhấp nhô ngang mực nước, những chiếc ô tô bên đường chìm hẳn trong nước lũ, xuồng cứu hộ nhiều lần lạng trạng vì lỡ đi qua nóc ô tô. Dọc đường vào chợ, người người kêu cứu, có người ngồi bên cửa sổ, có người trên mái nhà, có người trên nóc xe tải. Trác Châu là một trung tâm hậu cần quan trọng, có hàng trăm kho sách của các nhà xuất bản trên địa bàn thành phố và gần như tất cả các kho sách này đã bị ngập nước, ít nhất vài triệu cuốn sách đã bị ướt do lũ lụt. Các kho trung chuyển của một số nhóm hậu cần ở Trác Châu cũng bị ảnh hưởng, theo Thời báo Hoàn cầu. Hôm thứ Tư, truyền thông địa phương tường thuật những trận mưa lớn do bão Doksuri đã làm ngập một khu hậu cần trong thành phố, nơi tọa lạc của gần 100 công ty sách. Vô số cuốn sách bị ướt và thiết bị hư hỏng, khu dân cư Thủy Thượng Nhân Giai với 458 hộ gia đình bị ngập nặng. Hôm thứ Hai, sau khi nhà xe bị ngập đã hình thành một cái hố rộng khoảng 100m², sâu 4-5m. Ngày thứ Ba, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết nước này đã phân bổ 110 triệu nhân dân tệ, khoảng 15,43 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc. Đến ngày thứ Tư, Bộ Tổ chức Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục thông báo phân bổ 44 triệu nhân dân tệ,
khoảng 6,17 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai trong khu vực ảnh hưởng của bão Doksuri. Mưa lớn lại đổ xuống xối xả ở vùng đông bắc Trung Quốc, khiến nước trên nhiều con sông ở tỉnh Hắc Long Giang vượt mức cảnh báo. Trong đó có những con sông và địa phương đang phải chịu lượng nước lũ đạt mức cao nhất trong vòng 20 đến 30, thậm chí là 50 năm qua. Theo thông tin mới nhất, vào lúc 12 giờ trưa ngày 30 tháng 8, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hắc Long Giang đã quyết định nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2, tương đương với Bắc Kinh và Hà Bắc trước đó. Quyết định trên được đưa ra sau khi tỉnh này liên tục phải hứng chịu lượng mưa lớn từ 3 ngày qua và buộc phải đưa ra nhiều cảnh báo rủi ro khí tượng vào ngày 29 tháng 8, như cảnh báo đối lưu mạnh, cảnh báo mưa lớn, cảnh báo rủi ro thảm họa địa chất và lũ quét trong một thông báo đưa ra vào sáng ngày 29 tháng 8 sau khi nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ từ cấp 4 lên cấp 3, thành phố Mậu Đơn Giang thuộc tỉnh Hắc Long Giang cho biết. Trước tình hình lũ nghiêm trọng trên sông Hải Lãng, tại đây, các cơ quan thủy văn và thủy lợi phân tích dự đoán con sông này sẽ trải qua trận lũ 30 năm mới có một lần, trong khi thành phố Mậu Đơn Giang sẽ phải hứng chịu trận lũ 20 năm mới có một lần. Lượng mưa lớn khiến mực nước nhiều sông dâng cao. Theo quan trắc và dự báo của cơ quan thủy văn địa phương, tính đến 8 giờ ngày 30 tháng 8, đã có 31 hồ chứa trên địa bàn vận hành vượt mức lũ cho phép từ 0,1 đến 4,81 m. Mực nước của 19 con sông đã vượt ngưỡng cảnh báo từ 0,2 đến 2,47 m. Trong đó có 7 con sông vượt mức an toàn từ 0,37 đến 1,24 m. Dự kiến một số con sông như sông Kiến và sông Lạp Lâm sẽ xảy ra lũ hơn 50 năm mới có một lần. Trong một thông báo vừa gửi đến thủ phủ Cáp Nhĩ Tân và thành phố Mậu Đơn Giang hôm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hắc Long Giang đã yêu cầu các địa phương này nâng cao bản lĩnh chính trị, tập trung cao độ, đề cao cảnh giác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức rõ tính nghiêm trọng, cấp bách của tình hình lũ lụt thiên tai, cũng như tầm quan trọng của việc làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai hiện nay. Dự báo mới nhất từ Đài khí tượng Cáp Nhĩ Tân cho thấy, đợt mưa lớn lần này mang tính cực đoan, lượng mưa ở phía nam thành phố, cấp huyện, Ngũ Thường và Thượng Trí trên địa bàn đã gần bằng hoặc vượt mức cao nhất trong lịch sử. Được biết, tỉnh Hắc Long Giang là nơi có mỏ dầu Đại Khánh lớn nhất và lâu đời nhất Trung Quốc, cũng là tỉnh sản xuất lương thực lớn nhất của nước này. Thành phố Ngũ Thường là một trong 5 huyện trồng lúa hàng đầu Trung Quốc. Hiện những cánh đồng lúa ở đây đã bị ngập nặng và đứng trước nguy cơ mất trắng. Thưa quý vị, khoảnh khắc một chiếc ô tô lao xuống từ cây cầu bị sập do mưa xối xả ở miền Bắc Trung Quốc khiến nhiều người sợ hãi. Đoạn phim từ camera hành trình gây sốc được quay tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc vào ngày 29 tháng 8 cho thấy một chiếc ô tô màu trắng lao từ cây cầu bị sập xuống dòng nước lũ dữ dội bên dưới. Tình huống trở nên càng khó tin khi tài xế của chiếc ô tô màu trắng được người dân tại hiện trường giải cứu một cách thần kỳ. Các video khác tiết lộ thêm rằng không chỉ một chiếc ô tô màu trắng mà còn thêm cả một chiếc ô tô màu đen khác cũng bị rơi xuống cầu. Nhận thấy tình hình nguy hiểm, các biện pháp ứng phó khẩn cấp đã được chính quyền địa phương triển khai và đoạn đường bị ảnh hưởng đã bị kiểm soát hai chiều nghiêm ngặt. Đối với việc lưu thông qua đoạn này, các phương tiện buộc phải rời khỏi cao tốc và đi đường vòng để tránh nguy hiểm. Cảnh sát giao thông và các cơ quan quản lý đường bộ đang hết sức khẩn trương xử lý tình hình tại hiện trường để đảm bảo an toàn cho cư dân và người đi đường. Hiện chưa có báo cáo về thương vong, nhưng tình hình vẫn tiếp tục căng thẳng. Các đội cứu hộ và lực lượng liên quan đang nỗ lực tối đa tham gia vào hoạt động cứu hộ, đồng thời kiểm soát và đảm bảo an toàn tại hiện trường. Vùng đồi núi ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn đối mặt nguy cơ cao xảy ra thảm họa địa chất. Sau hàng loạt cảnh báo rung bão, trong 2 ngày 30 tháng 8 và 31 tháng 8 ở khu vực thủ đô Trung Quốc, Trạm Thủy văn Bắc Kinh đã ban bố cảnh báo màu vàng, mức thứ 3 trong thang cảnh báo 4 cấp tại Trung Quốc về nguy cơ xuất hiện mưa lớn, gió giật mạnh và sấm chớp. Đồng thời dự báo rung bão sẽ tiếp tục bao trùm nhiều khu vực thủ đô trong 2 ngày 30 và 31 tháng 8. Cơ quan này cũng phát đi cảnh báo về nguy cơ xảy ra các thảm họa địa chất như lở đất ở hầu hết khu vực đồi núi của Bắc Kinh. Đáng chú ý, các quận ngoại ô như Phong Sơn, Môn Đầu Câu và Mật Vân có nguy cơ cao xuất hiện lũ quét. Hôm thứ Tư vừa qua, Trạm Thủy văn Bắc Kinh ghi nhận lượng mưa cao chưa từng thấy trong vòng 140 năm qua do ảnh hưởng của bão Doksuri. Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt ở Bắc Kinh khiến 11 người thiệt mạng. Từ việc xả lũ nguy hiểm do mực nước các sông dâng cao đến cư dân bị mắc kẹt trong các thành phố ngập nước, thực trạng này đang thách thức hệ thống ứng phó thiên tai với lượng mưa kỷ lục kéo dài, thời gian rút nước mất nhiều tuần sau cơn bão mạnh trong nhiều năm.
khi cơn bão Doksuri đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc hôm thứ Sáu tuần trước, mưa lớn đã trút xuống, phá vỡ kỷ lục mưa 140 năm ở Bắc Kinh. Thậm chí lượng nước mưa đổ xuống Hà Bắc còn vượt tổng lượng mưa cả năm. Tiếp tục khi tàn dư của cơn bão đến các tỉnh biên giới của phía đông bắc của Trung Quốc và mưa bắt đầu giảm dần, một khu vực có diện tích bằng nước Anh phải vật lộn với công tác hậu cần để xả nước an toàn cho các tuyến đường thủy và hồ chứa, đồng thời giải cứu hàng chục nghìn người bị mắc kẹt trong nhà. Lưu vực sông Hải, nơi hội tụ của 5 con sông ở miền Bắc Trung Quốc, đang trải qua quá trình tiến hóa lũ. Theo truyền thông nhà nước đưa tin ngày 28 tháng 8, các hệ thống kỹ thuật kiểm soát lũ được cho là phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt nhất kể từ trận lũ năm 1996. Mùa hè năm 1996, lũ lụt trên diện rộng ở lưu vực sông Dương Tử miền Trung Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của khoảng 2.800 người, làm hư hại hàng triệu ngôi nhà và khiến nhiều vùng đất trồng trọt bị ngập lụt. Các nhà chức trách ở Hà Bắc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp thiên tai lên 2 từ 3, trong khi Bắc Kinh giữ nguyên cảnh báo về sạt lở đất ở vùng ngoại ô. Nước lũ có thể mất tới 1 tháng để rút ở Hà Bắc. Tại đó, thành phố Chất Châu bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo một quan chức Bộ Tài nguyên nước tiết lộ, ngày 28 tháng 8 cho đến nay, khoảng 100.000 người ở thành phố này đã được sơ tán, tương đương 1/6 dân số thành phố. Từ lâu, Trung Quốc đã nhận thức được nguy cơ ngập úng khu đô thị. Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng trong những năm gần đây đã tạo ra những khu vực đô thị rộng lớn bao phủ các vùng ngập lũ bằng bê tông. Thời tiết cực đoan do sự nóng lên toàn cầu đang làm cho nó trở nên tồi tệ hơn. Dữ liệu chính thức cho thấy khoảng 98% trong số 654 thành phố lớn Trung Quốc dễ bị lũ lụt và ngập úng. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Trung Quốc cho biết lượng mưa ở các tỉnh phía Đông Bắc có thể tăng tới 50% trong tháng 8. Một khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng ở thành phố Trắc Châu là thị trấn Mã Đầu, nơi đường xá biến thành sông, nguồn cung điện và nước bị cắt, tín hiệu điện thoại di động bị mất và người dân mắc kẹt trong nhà. Lực lượng cứu hộ đã dùng thuyền cao su tiếp cận người dân mắc kẹt ở vùng nước ngập. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc, ở những nơi nước cao đến đầu gối, người dân đã được xe chở đến nơi an toàn. Tuy nhiên, nỗ lực giải cứu gặp nhiều khó khăn. Các quan chức quản lý khẩn cấp và chính quyền địa phương đã ngừng tiếp nhận các đội cứu hộ mới từ nơi khác. Với lý do các con đường bị chặn và thiếu sự phối hợp thống nhất làm tăng thêm mối lo ngại về an toàn, truyền thông nhà nước cho biết lực lượng cứu hộ từ khắp Trung Quốc đã ngỏ ý xin hỗ trợ cứu trợ lũ lụt ở Trắc Châu, nhưng một số đơn vị chưa nhận được sự chấp thuận của quan chức địa phương. Trung Quốc hiện phải đối mặt với thời tiết mưa bão nhiều hơn với cơn bão Kanun đang di chuyển trên biển Hoa Đông về phía Nhật Bản và dự báo sẽ đổ vào các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến của Trung Quốc vào 2 ngày tới. Hình ảnh các đô thị ngập sâu trong nước lũ làm bật lên câu hỏi về sự chuẩn bị của Trung Quốc trước những sự kiện thời tiết cực đoan. Lũ lụt đã làm ảnh hưởng ít nhất 30 triệu người ở Trung Quốc từ đầu năm 2023 đến nay, bao gồm 20 người thiệt mạng trong đợt mưa lũ vài ngày qua. Theo hãng tin Bloomberg, sau trận lũ năm 2012 ở Bắc Kinh khiến 79 người thiệt mạng, Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ để đối phó trước lượng mưa cực đoan và đẩy mạnh xây dựng các thành phố bọt biển. Nói một cách đơn giản, những đô thị kiểu này tăng khả năng thấm hút nước mưa bằng cách sử dụng vườn trên sân thượng, vỉa hè thấm hút các bể nước ngầm rồi từ từ nhả ra hệ thống sông và hồ chứa. Hơn 10 năm qua, hàng chục thành phố từ Bắc Kinh ở phía Bắc đến Trùng Khánh ở phía Nam đã đi theo hướng này. Nhưng những gì xảy ra dường như đang làm lung lay chiến thuật trên. Khi mà nhiệt độ toàn cầu tăng lên đã tiếp sức tạo ra các đợt mưa khổng lồ trút xuống đô thị. Lấy sân bay quốc tế Đại Hưng ở ngoại ô Bắc Kinh làm ví dụ, mạng lưới hồ cảnh quan, bể chứa nước và hệ thống thoát nước ở đây đủ sức thấm lượng nước mưa xấp xỉ 1.300 hồ bơi chuẩn Olympic. Vậy mà các đường băng của sân bay này vẫn bị ngập sâu trong đợt mưa kỷ lục vừa rồi tại Bắc Kinh, hơn 744,8mm từ ngày thứ Bảy tuần trước đến thứ Tư tuần này, cao nhất trong vòng 140 năm. Ở tỉnh Hà Bắc kế cận, thành phố Hình Đài dù hưởng ứng phong trào bọt biển từ năm 2016 nhưng cũng không chịu nổi khi phải hứng lượng mưa của 2 năm, khoảng 100cm trong vỏn vẹn 2 ngày mới đây. Theo trang tin Caixin, vấn đề của chiến lược thành phố bọt biển theo tiến sĩ Hồng Trương Tử của Trường Đại học Quốc gia Úc là chưa tính tới những sự kiện thời tiết cực đoan. Kế hoạch này ban đầu khá tốt vì có hướng tiếp cận toàn diện với các vấn đề xử lý nước đô thị, bao gồm kiểm soát ô nhiễm, ứng phó với mưa bão và giảm nhẹ thiên tai. Tuy nhiên, nó chưa tính tới các sự kiện cực đoan và thảm họa như lũ quét, tiến sĩ Hồng Trương Tử nhận xét.
Tiến sĩ Lê Chiêu, nhà nghiên cứu của Tổ chức Hòa bình Xanh, chỉ ra các thiết kế xử lý nước của chiến lược thành phố bọt biển dựa trên lượng mưa trong vòng 30 năm trước thời điểm năm 2014, do đó không thể thích ứng được với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Chẳng hạn, tính tới năm 2020, thành phố Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam đã bắt đầu đầu tư 53,5 tỷ nhân dân tệ để bọt biển hóa. Thậm chí một số khu vực được bỏ trống để dành riêng cho thoát nước lũ, nhưng chỉ sau một năm, một trận lũ thảm khốc đã cướp đi sinh mạng 380 người ở Trịnh Châu, cùng thiệt hại tài sản lên tới 41 tỷ nhân dân tệ. Ngay cả bọt biển thật sự cũng không thể thấm hút vô tận. Ông Mã Tuấn, Giám đốc Viện các vấn đề công và môi trường ở Bắc Kinh nhận định với Bloomberg, đồng thời cho rằng chiến lược này cần kết hợp với các giải pháp khác để ứng phó với lượng mưa lớn. Việc phát triển đô thị ở đất nước tỷ dân này ngày càng tính tới việc ứng phó bão, với các đô thị tọa lạc trên những khu vực từng là hệ thống thoát nước tự nhiên như hồ, đầm, lầy và rừng. Trung Quốc phải xây dựng các hạ tầng thoát nước mưa mới. Một bí quyết khác nằm ở mở rộng hạ tầng xanh, tức công viên, vườn sân thượng trong khu đô thị. Chính nhờ hệ thống ứng phó mưa bão tự nhiên này mà 800.000 cư dân Trì Châu, một trong những thành phố bọt biển đời đầu, tránh được lũ quét năm 2016, bất chấp lượng mưa trút xuống đây năm đó cao hơn mức bình thường ít nhất 30%, theo một đánh giá của chính phủ Trung Quốc. Để tăng cường hiệu quả của các thành phố bọt biển ở Trung Quốc, tiến sĩ Tuấn đề xuất tái sử dụng các luồng lạch được xây dựng từ xưa để xả lũ và phân lũ. Theo The Paper, người dân Trắc Châu, Hà Bắc, Trung Quốc không thể ngờ rằng họ phải trải qua trận lũ lớn và kịch tính đến vậy tại nơi hợp lưu của nhiều con sông. Trắc Châu là một trong những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Hà Bắc, Trung Quốc trong đợt lũ lụt lần này. Gia đình Châu Văn Kinh có một nhà kho kinh doanh đồ gỗ trong chợ gỗ Tây Quan, thành phố Trắc Châu. Hôm thứ Hai, cô và chồng đến nhà kho làm việc như thường lệ. Đến 13 giờ chiều, một thành viên trong nhóm cộng đồng gửi thông báo có nội dung có xả lũ và cần sơ tán ngay. Thông tin này dường như không thu hút được sự chú ý. Châu Văn nghĩ nước sẽ chỉ dâng lên một chút thôi và họ giống như hầu hết những người trong chợ gỗ đã không sơ tán. Tuy nhiên, đến 20 giờ tối thứ Hai, cô phát hiện nước trong nhà kho đã dâng đến mắt cá chân. Ra đến ngoài cửa, nước ngập đến ngang đùi, đi thêm đoạn nữa, mực nước còn sâu hơn. Không ai nhận ra rằng trận lụt sẽ hung dữ như vậy. Khi có thông báo, mọi người đều thờ ơ vì chưa ai từng trải qua rất nhiều người bị mắc kẹt. Châu Văn nói với The Paper rằng nước lũ cuốn gỗ, đồ gia dụng như điều hòa, máy giặt, tủ lạnh trôi nổi trên mặt nước. Đến đêm, nước tiếp tục dâng cao và chảy xiết. Vợ chồng Châu Văn đánh liều mỗi người ôm một thùng xốp và thả nổi trên mặt nước. Để tránh bị trôi theo dòng nước, họ cố gắng nắm chặt cánh cửa nhà kho và lênh đênh trên mặt nước hơn 5 giờ đồng hồ. Lúc đó, tôi đã nghĩ đến việc viết di thư và nói với người thân về số tài khoản ngân hàng và mật khẩu. Đến khoảng 6 giờ sáng ngày hôm sau, khi nhà kho ngập chạm đỉnh, vợ chồng Châu Văn ôm thùng xốp khéo léo trôi theo dòng nước và leo lên được tầng 2 của một ngôi nhà cách đó hơn 10 mét. Khi chúng tôi trôi, mực nước chỉ cách với ban công tầng 2 khoảng 10 cm. Cô ước tính độ sâu của nước vào thời điểm đó là khoảng 5 mét. May mắn sau đó, vợ chồng cô cũng được đội cứu hộ đưa đến nơi an toàn. Theo cô, giải cứu chợ gỗ không hề đơn giản bởi dòng nước chảy xiết, có nhiều vật thể bằng gỗ trôi nổi, đường bị chặn, thuyền cứu hộ sẽ bị thủng. Theo tuần báo Nhân vật Phương Nam Trung Quốc, kể từ năm 1963, Trắc Châu chưa từng chứng kiến trận lũ lụt nghiêm trọng nào tương tự, khiến người dân không nhận thức được mức độ nghiêm trọng đằng sau các thông điệp cảnh báo sớm khác nhau. Tính từ 8 giờ sáng Chủ nhật đến 11 giờ sáng thứ Ba, Trắc Châu lại hứng chịu lượng mưa lớn, với lượng mưa trung bình lên tới 355,1mm. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, theo thống kê gần nhất, tính đến 10 giờ sáng thứ Ba, tổng cộng 133.913 người từ 146 ngôi làng ở Trắc Châu đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đến 17 giờ cùng ngày, 225,38 km² diện tích đất nông nghiệp bị chìm trong biển nước. Những ngày qua, lực lượng cứu hộ từ khắp nơi trên cả nước Trung Quốc đã tập trung về thành phố này, mang theo vật tư, thiết bị cứu hộ chuyên nghiệp. CCTV dẫn lời giới chức Trắc Châu cho hay, thành phố này cần một số lượng lớn thuyền để di rời cư dân do mất nước và điện cục bộ. Trước đó, ngay từ hôm Chủ nhật, Trắc Châu đã ban hành ứng phó khẩn cấp cấp 1 và tất cả các ban ngành các cấp của thành phố được yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp đối với thiên tai do mưa bão, đồng thời cố gắng hết sức để ngăn chặn và ứng phó với các thảm họa lớn. Trắc Châu cũng đã tổ chức 28 đội cứu hộ khẩn cấp, bao gồm tổng cộng 8.755 thành viên để hợp tác với các đội cứu hộ chuyên nghiệp. Theo Văn phòng Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán tỉnh Hà Bắc, do ảnh hưởng chung của bão Doksuri và các luồng không khí lạnh ấm, mưa lớn kéo dài gần 144 giờ ở Hà Bắc từ 8 giờ sáng ngày thứ Năm tuần trước đến 8 giờ sáng ngày thứ Tư tuần này.
với lượng mưa trung bình trên toàn tỉnh là 146,2mm, tổng lượng mưa 27,5 tỷ m³, gấp đôi tổng dung tích hồ chứa của tất cả các hồ chứa quy mô lớn và trung bình trên toàn tỉnh. Tỉnh Hà Bắc hiện đã di rời hơn 1,2 triệu người khỏi các khu vực bị ngập lụt. Hiện nước lũ đã bắt đầu rút sau khi những cơn mưa xối xả chấm dứt. Ngoài ra, mực nước trong các hồ chứa giữ lũ dự kiến sẽ giảm dần trong vòng 1 tháng. Do ảnh hưởng của bão Doksuri, mưa lớn lại đổ xuống xối xả ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, khiến nước trên nhiều con sông ở tỉnh Hắc Long Giang vượt mức cảnh báo. Trong đó có những con sông và địa phương đang phải chịu lượng nước lũ đạt mức cao nhất trong vòng 20-30, thậm chí là 50 năm qua. Theo thông tin mới nhất, vào lúc 12 giờ trưa ngày 31 tháng 8, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hắc Long Giang đã quyết định nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2, tương đương với Bắc Kinh và Hà Bắc trước đó. Quyết định trên được đưa ra sau khi tỉnh này liên tục phải hứng chịu lượng mưa lớn từ hôm thứ Tư và buộc phải đưa ra nhiều cảnh báo rủi ro khí tượng vào ngày thứ Năm tuần này, như cảnh báo đối lưu mạnh, cảnh báo mưa lớn, cảnh báo rủi ro thảm họa địa chất và lũ quét. Trong một thông báo đưa ra vào sáng thứ Năm, sau khi nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ từ cấp 4 lên cấp 3, thành phố Mậu Đơn Giang thuộc tỉnh Hắc Long Giang cho biết, trước tình hình lũ nghiêm trọng trên sông Hải Lãng, tại đây, các cơ quan thủy văn và thủy lợi phân tích dự đoán con sông này sẽ trải qua trận lũ 30 năm mới có một lần, trong khi thành phố Mậu Đơn Giang sẽ phải hứng chịu trận lũ 20 năm mới gặp một lần. Lượng mưa lớn khiến mực nước nhiều sông dâng cao. Theo quan trắc và dự báo của cơ quan thủy văn địa phương, tính đến 8 giờ sáng ngày 31 tháng 8, đã có 31 hồ chứa trên địa bàn vận hành vượt mực nước cho phép từ 0,1 đến 4,81m. Mực nước của 19 con sông đã vượt ngưỡng cảnh báo từ 0,2 đến 2,47m, trong đó có 7 con sông vượt mức nước an toàn từ 0,37 đến 1,24m. Dự kiến, một số con sông như sông Kiến và sông Lạp Lâm sẽ xảy ra lũ hơn 50 năm mới có một lần. Trong một thông báo vừa gửi đến thủ phủ Cáp Nhĩ Tân và thành phố Mậu Đơn Giang hôm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hắc Long Giang đã yêu cầu các địa phương này nâng cao bản lĩnh chính trị, tập trung cao độ, đề cao cảnh giác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức rõ tính nghiêm trọng cấp bách của tình hình lũ lụt thiên tai, cũng như tầm quan trọng của việc làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai hiện nay. Dự báo mới nhất từ Đài Khí tượng Cáp Nhĩ Tân cho thấy đợt mưa lớn lần này mang tính cực đoan. Lượng mưa ở phía nam thành phố cấp huyện Vũ Thường và thậm chí trên địa bàn đã gần bằng hoặc vượt mức cao nhất trong lịch sử. Được biết, tỉnh Hắc Long Giang là nơi có mỏ dầu Đại Khánh lớn nhất và lâu đời nhất Trung Quốc, cũng là tỉnh sản xuất lương thực lớn của nước này. Thành phố Vũ Thường là một trong năm huyện trồng lúa hàng đầu Trung Quốc. Hiện những cánh đồng lúa ở đây đã bị ngập nặng và đứng trước nguy cơ mất trắng. Tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, tiếp giáp Bắc Kinh đã phải di rời hơn 1,2 triệu dân khỏi các khu vực bị ngập lụt. Trong đó có gần 860.000 ở các vùng giữ lũ, nhằm giúp thủ đô thoát lũ. Tỉnh này dự kiến sẽ cần khoảng một tháng để nước lũ rút đi. Trước tình hình lũ vẫn nghiêm trọng ở khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, Trung Quốc đã quyết định sử dụng 8 vùng giữ lũ, cùng toàn bộ 155 hồ chứa lớn và vừa ở lưu vực sông Hải Hà để chứa lũ. Trong đó, riêng tỉnh Hà Bắc đã kích hoạt 7 trên 13 vùng thoát lũ để tiếp nhận khoảng 1,8 tỷ mét khối nước, giảm áp lực lũ cho thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thiên Tân. Tính đến sáng ngày thứ Năm, theo dữ liệu từ Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán Hà Bắc, tỉnh này đã di rời khoảng 1,23 triệu dân, trong đó người dân vùng chứa lũ lên tới 857.200 người. Hà Bắc cũng đã điều động hơn 4.700 đội cứu hộ với hơn 100.000 người và cử hơn 2.200 nhóm công tác đến các khu vực bị ảnh hưởng. Do ảnh hưởng của bão Doksuri, mưa lớn đã kéo dài gần 144 giờ ở Hà Bắc từ 8 giờ sáng thứ Tư tuần trước đến 8 giờ sáng ngày thứ Tư tuần này. Với lượng mưa trung bình trên toàn tỉnh là hơn 146mm, tỉnh này đã phải hứng chịu tổng lượng mưa 27,5 tỷ mét khối, gấp đôi tổng dung tích của tất cả các hồ chứa lớn và vừa trên toàn tỉnh. Thành phố Trắc Châu ở Hà Bắc, nơi có nhiều con sông chảy qua và một số khu vực được sử dụng làm vùng chứa lũ, đã bị ảnh hưởng nặng nề. Trong một chương trình của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, bà Lý Na, Phó Giám đốc Sở Thủy lợi Hà Bắc cho biết lượng mưa trung bình ở Trắc Châu lên tới 398mm vào tối ngày thứ Tư. Khoảng 300 triệu đến 400 triệu mét khối nước lũ dự kiến sẽ chảy qua Trắc Châu, khiến thành phố này trở thành vùng lũ lụt nặng nề nhất sau nhiều ngày mưa lớn. Vì mưa đã tạnh nên mực nước trên các con sông liên tục giảm, nhưng sự suy giảm này cần một khoảng thời gian. Trong số các khu vực chứa và ngăn lũ mà chúng tôi đã kích hoạt, một số làng bị ngập, nhưng do nền tảng tương đối cao nên nước đã rút nhanh, tác động sẽ ít hơn. Tuy nhiên, một số diện tích đất canh tác cần nhiều thời gian hơn, tổng thời gian cần khoảng một tháng, bà Lý Na nói.
Trung Quốc đã phủ nhận thông tin cho rằng tình trạng ngập lụt ở Trác Châu là do xả lũ như một phần nỗ lực bảo vệ Bắc Kinh, nhấn mạnh việc kích hoạt các vùng chứa lũ là một cân nhắc tổng thể. Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Nghe Nhạc Phong cho biết địa phương này cần kích hoạt vùng giữ lũ để giảm bớt áp lực phòng lũ và đóng vai trò là sông hộ thành cho thủ đô. Chính quyền Thiên Tân gần Bắc Kinh cũng kích hoạt một phần vùng thoát lũ ở quận Tĩnh Hải. Hơn 30.000 cư dân của 23 ngôi làng trong quận đã được yêu cầu di rời từ trưa thứ Năm. Sau khi bão Doksuri đổ bộ cuối tuần trước, thủ đô của Trung Quốc đã ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong 140 năm qua. Mưa lũ đã khiến 11 người ở Bắc Kinh và 9 người ở Hà Bắc thiệt mạng. Trong khi đó, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc thông báo lượng mưa đã chuyển sang vùng Đông Bắc nước này từ ngày thứ Tư. Các cơ quan kiểm soát lũ ở các thành phố Cáp Nhĩ Tân và Mậu Đơn Giang của Hắc Long Giang đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp kiểm soát lũ lụt vào ngày thứ Tư và thứ Năm như đóng cửa trường học và các cơ sở đào tạo, tạm dừng các hoạt động xây dựng và hoạt động ngoài trời. Hiện nhiều khu vực tại Hắc Long Giang đã ngập sâu trong nước với nguy cơ mất trắng mùa màng. Trung Quốc đang lo ngại thảm họa địa chất do mưa lớn kéo dài. Vùng đồi núi ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn đối mặt nguy cơ cao xảy ra thảm họa địa chất sau hàng loạt cảnh báo dông bão. Trạm Thủy văn Bắc Kinh đã ban bố cảnh báo màu vàng, mức thứ 3 trong thang cảnh báo 4 cấp tại Trung Quốc về nguy cơ xuất hiện mưa lớn, gió giật mạnh và sấm chớp. Đồng thời dự báo dông bão sẽ tiếp tục bao trùm nhiều khu vực thủ đô trong 2 ngày 30 và 31 tháng 8. Cơ quan này cũng phát đi cảnh báo về nguy cơ xảy ra các thảm họa địa chất như lở đất ở hầu hết khu vực đồi núi của Bắc Kinh. Đáng chú ý, các quận ngoại ô như Phong Sơn, Môn Đầu Câu và Mật Vân có nguy cơ cao xuất hiện lũ quét. Hôm thứ Tư vừa qua, Trạm Thủy văn Bắc Kinh ghi nhận lượng mưa cao chưa từng thấy trong vòng 140 năm do ảnh hưởng của bão Doksuri. Mưa lớn kéo dài gây lũ lụt ở Bắc Kinh khiến 11 người thiệt mạng.